Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, qua những gì đang thể hiện trên nick Facebook Kiên Trung Lê, chúng ta thất vọng với một con người từng được chế độ ưu ái hơn là tài năng, trí tuệ thực sự của anh ta vì được sinh ra trong một gia đình có người cha từng giữ vị trí lãnh đạo cao nhất của đảng. Chống Diễn Biến Hòa Bình xin có đôi lời với nick Facebook Kiên Trung Lê. Phải chăng đây là nick Facebook của Lê Kiên Trung, nguyên Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, nay là Cục An ninh Nội địa và là con trai của một nguyên Tổng bí thư đáng kính. Thế nhưng, qua những gì đang thể hiện trên nick Facebook này, chúng ta thất vọng với một con người từng được chế độ ưu ái hơn là tài năng, trí tuệ thực sự của anh ta vì được sinh ra trong một gia đình có người cha từng giữ vị trí lãnh đạo cao nhất của đảng. Phải chăng anh ta đang cay cú điều gì hay đang nuôi mộng trở thành nhân vật quan trọng có thế lực trên con đường chuyển xoay thời cuộc, xuyên tạc lịch sử của đảng, của dân tộc bằng âm mưu hạ bệ cùng lúc hai con người vĩ đại của chế độ? Thật đáng buồn khi anh ta đang làm hoen ố hình ảnh người cha của mình, một vị tổng bí thư, một người lãnh đạo đầy bản lĩnh, đức độ, tài năng của đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính anh ta đang làm vấy bẩn thanh danh một gia đình đã đang được nhân dân kính trọng, tôn thờ. Nick Facebook này nằm trong đường dây của ổ nhóm Facebook Trần Đức Chí, Văn Thị Vân, Mai Thái, Dương Đức Quảng đang ủ mưu điên cuồng hạ bệ Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách kín đáo, thâm hiểm, ẩn sau việc công khai ra mặt hạ bệ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại tướng của nhân dân, thông qua chiêu trò nâng tầm cố Tổng bí thư Lê Duẩn trên cả Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nick Facebook này thường xuyên chia sẻ bài của các đài báo phản động Voa tiếng Việt, BBC tiếng Việt, Đại Kỷ Nguyên, đồng thời có những bài viết trả lời phỏng vấn đầy hằn học với đảng, nhà nước qua những lời lẽ như: cuối cùng thì những sự thật lịch sử sẽ được sáng tỏ đến tận cùng và người ta sẽ hiểu hơn về ông và những việc ông làm. Tôi vẫn nghĩ ba tôi là người thiệt thòi. Chúng ta ghi nhớ công ơn của các liệt sĩ, của bà mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh hạnh phúc riêng của mình vì đất nước. Nhưng ba tôi, người lãnh đạo có vai trò rất quan trọng, tầm ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công của cuộc chiến ấy, đã ít được nhắc đến suốt một thời gian. Đó là điều mà lịch sử đã không công bằng với ông. Xin hỏi Lê Kiên Trung, lịch sử nào đã không công bằng với người cha của anh? Anh đang oán thán đảng, nhà nước vì điều gì? Vị thế quyền lực của gia đình không xứng tầm ư? Anh còn muốn nó ở đỉnh cao của đỉnh cao, danh giá và quyền lực ư? Để làm gì? Lịch sử đảng ta, lịch sử dân tộc ta và nhân dân Việt Nam đã, đang và sẽ luôn nhắc nhở, trân trọng, dành vị trí xứng đáng cho cố Tổng bí thư Lê Duẩn, người con ưu tú của đảng, của đất nước, nhà lãnh đạo kiệt xuất tài ba của đảng. Đảng ta, nhà nước ta và nhân dân ta đã đánh giá toàn diện, đầy đủ và công bằng với Tổng bí thư. Tổng bí thư Lê Duẩn, một trong những chiến sĩ cách mạng tiền bối kiên cường, nhà lãnh đạo kiệt xuất của đảng, nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng, nhà nước và nhân dân ta thành kính tôn vinh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những công lao to lớn và cống hiến xuất sắc của đồng chí với cách mạng Việt Nam và nguyện noi theo tấm gương sáng ngời của người Cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo kiệt xuất, suốt đời một lòng một dạ trung thành với lý tưởng, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và của dân tộc, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân. Xin hỏi Lê Kiên Trung, đánh giá tổng quát như thế về vị lãnh tụ kính yêu của đảng, của đất nước có gì chưa công bằng, còn gì chưa đủ, có gì thiệt thòi? Hay phải như trong ẩn ý của ông và cái đám đang đi tiên phong sau ông, ráp tâm hạ bệ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cố nâng tầm Tổng bí thư Lê Duẩn lên trên cả vị cha già dân tộc, lãnh tụ Hồ Chí Minh? Tôi có quyền nghi ngờ, chính ông với vị trí là con trai cố Tổng bí thư, với vị thế nguyên là Thiếu tướng Phó Tổng cục
trưởng Tổng cục An ninh, ông đã cung cấp những tài liệu mật, tuyệt mật của Đảng, Nhà nước cho đám lâu la Trần Đức Chí, Văn Thị Văn, Thái Mai sử dụng viết bài xuyên tạc nhằm hạ bệ Đại tướng Võ Nguyên Giáp để bắt cầu gián tiếp hạ bệ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lê Kiên Trung, ông đang làm vấy bẩn thanh danh cố Tổng Bí Thư, nhà lãnh đạo tài ba xuất chúng của cách mạng Việt Nam đấy. Lê Kiên Trung, ông đang xúc phạm tình cảm và sự kính trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng dành cho cố Tổng Bí Thư đấy. Lê Kiên Trung, ông đang thóa mạ lịch sử nước nhà đấy. Lê Kiên Trung, ông có thấy xấu hổ trước tư cách, nhân cách đáng kính trọng của cha mình không? Lê Kiên Trung, ông đang ấp ủ điều gì?